Vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái đầu đĩa DVD liền màn hình. Nó có một cái tên thương hiệu khá lạ. Em tạm đọc là Midas. Thực ra thì em cũng tra cứu đỏ cả mắt và cũng cố gắng dịch nghĩa ra tiếng Kinh. Một cái câu hết sức là văn vẻ. Midas có nghĩa là bước đột phá của tôi. Vâng, rõ ràng là có sự đột phá ở đây các bác ạ. Cái đầu đĩa DVD liền màn hình của chúng ta có kích cỡ màn hình lên đến 12,1 inch. Vâng, đây là cái kích cỡ màn hình lớn nhất mà em từng có và từng cho lên sóng. Cách đây một thời gian thì các bác thấy em lên một chiếc có kích cỡ màn hình là 11,6 inch, và hôm nay là 12,1 inch. Chắc chắn kích thước này nó lớn hơn cái iPad mini của Apple. Chúng ta sẽ bước vào những đoạn test, và trong quá trình test em sẽ tiến hành phân tích chi tiết về sản phẩm này. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa DVD và anh em chúng ta sẽ ấn play để xem phần thể hiện hình ảnh cũng như âm thanh của thiết bị này. Em xin phép ấn nút mute tắt tiếng để phân tích thêm. Màn hình 12,1 inch, độ phân giải rất khá khẩm, đã được đẩy lên đến HD 720, và ơn giời hình ảnh nó xuất ra qua ngõ AV out cũng khá là đẹp. Các bác có thể thấy là cái màn hình phía sau em đang lấy cái đường xuất AV out, cái dây màu đen này là đưa tới cái màn hình nằm phía sau, và hình ảnh nó xuất ra khá là đẹp đấy ạ. Và đồng thời em đang cắm vào đây hai thứ kết nối ngoại vi nữa, đó là USB và thẻ nhớ. Chúng ta sẽ test từ từ dần dần. Chẳng mấy khi mà thấy được một cái đầu đĩa DVD liền màn hình với cái kích cỡ lên đến 12,1 inch như thế này. Cái dây màu trắng này là em đang dẫn tiếng ở đường lỗ phone từ thiết bị này tới cái bộ dàn mini cỏ dại nằm ở dưới đất kia. Và đây, cái dây này là cái dây em đang cắm cái adapter. Thiết bị này ngoài vấn đề xài nguồn adapter 12V bên ngoài thì nó còn được tích hợp một quả pin. Và đây là một thứ có độ mới rất cao nên pin chắc chắn nó còn ngọt. Anh em chúng ta cũng đã trải qua phân đoạn test đĩa DVD. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phân đoạn test thứ hai, đó là đĩa CD. Bảo vệ trên 6 năm bảo hành trên toàn quốc, Sơn Bia, sự lựa chọn hoàn hảo. Vâng, tên model đây ạ, Midas. Và trên cái hình nền, hình tĩnh thì nó cũng có hướng dẫn chúng ta cái cách thứ nhất là lau mắt đĩa, thứ hai là lau đĩa, và ý nó bảo là đừng có sờ tay vào cái thấu kính. Nói chung là những cái hướng dẫn hết sức là cơ bản, và chắc chắn nó không dành cho anh em chúng ta, những cái người chơi những thể loại đầu đĩa đến mòn cả ngón tay. Em đang bỏ vào đây một cái đĩa CD và chúng ta sẽ test. Đang loát. Sản phẩm rất thú vị và video còn rất dài. Bác nào đó mà
thực sự không quan tâm thì có thể ấn nút dừng ngay từ bây giờ. Em không níu kéo gì đâu ạ. Em Nick. Như vậy là đĩa CD chạy tốt, nhạc đã phát ra tung tóe. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với phân đoạn test tiếp theo. Đó là hai cái kết nối ngoại vi USB và thẻ nhớ. Trên hai cái ngõ này thì nó hỗ trợ nhạc MP3 và những cái video có cái định dạng là FLV và độ phân giải video vào tầm 360p. Sản phẩm bán ra sẽ kèm theo một cái remote học của Trung Cộng để chuyển về khoản USB hoặc thẻ nhớ. Thì chúng ta ấn vào cái nút YouTube TV ở đây, sử dụng hàng phím 4 chiều, nút OK để tìm và thay đổi những cái tính năng. Vâng, em vừa ấn nút YouTube TV, nó auto play đây ạ. Bây giờ em sẽ chọn một file. Đầu tiên là em sẽ chọn một cái file nhạc ở trong USB. Các bác có thể nhìn thấy cái chữ USB hiện ở trên màn hình. Em sẽ chọn bài Vùng Lá Me Bay để phát một đoạn ngắn. Như vậy là ở ngõ USB nhạc chơi láng. Em tiếp tục ấn vào nút YouTube TV để chuyển về đường thẻ nhớ SD. Nó sẽ hiện dòng chữ Whiting. Chúng ta chờ một chút để nó load một phần. Vâng, nó phát luôn đi ạ. Em sẽ chọn một video ở trong thẻ nhớ SD phát để các bác xem, làm đoạn video Như Quỳnh và Mạnh Đình đi, à Mạnh Quỳnh đi. Như vậy là video ở trong thẻ nhớ trời láng. Bây giờ em sẽ chuyển về một đoạn nhạc MP3 ở trong thẻ nhớ, em phát để các bác nghe, làm tí liên khúc chiều mưa nhé.
vậy là anh em chúng ta cũng đã test sơ sơ được 2/3 quãng đường test của chúng ta, còn 1/3 nữa, đó là đường AV in. Em xin nhắc lại, thiết bị này có kích cỡ màn hình lên đến 12,1 inch, độ phân giải HD. Như các bác đã biết, tất cả những thứ khi em cho lên sóng mà ngay câu đầu tiên em đã nói là đồ tào lao, thì những cái món này em sẽ thực hiện mọi bản test cần thiết ở trên video, phân tích cụ thể rõ ràng, nhưng em sẽ không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Em xin nhắc lại, em không bao chạy và không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Khách hàng khi quyết định chốt cái sản phẩm này thì cũng nên tự đả thông tư tưởng như sau. Rất có thể sẽ mua của thằng Từ một cái món mà về nó không chạy, và nhiệm vụ duy nhất của nó đó là làm thay công việc của một cái cục chặn giấy. Sau khi tư tưởng đã đả thông, kinh mạch vững vàng, thì hãy rút điện thoại ra gọi cho em. Còn lấn cấn quá, kiến thức đuối quá, kinh nghiệm không có ấy, thì lời khuyên của em là không nên mua. Em mong bán những thiết bị như thế này cho những người có kiến thức, có kinh nghiệm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Cái con này thì nó không phải là hàng bãi. Đây là một cái thứ được mua đấu giá qua mạng. Nó được về theo đường hàng không, không qua kho bãi Campuchia, chưa sử dụng tại Việt Nam. Phụ kiện đồ đoàn đi về theo bao gồm: thứ nhất là một cái adapter, nó đang nằm ở dưới đất kia và em đang xài. Thứ hai rất quan trọng, đó là cái sợi cáp AV này. Thứ ba, đây ạ, nó còn có cả vỏ hộp nữa. Thứ ba là những cái thứ tào lao khác, đó là sách hướng dẫn sử dụng, phiếu mua hàng, một cái túi bằng vải được may khá là đẹp nha. Thiết bị sẽ được nhét vào đây để di chuyển. Phía sau là nó có một cái miếng dán để cố định cái DVD liền màn hình của chúng ta vào cái ghế ô tô nha, để coi. Đây là cái bóng nổ để bảo vệ máy đó. Và nó có một cái hộp nhỏ, bên trong thì nó có một cái sợi cáp để kết nối với nguồn điện của ô tô. Các bác có thể thấy đây là cái đầu để cắm vào tàu ô tô đó. Từ cái đường này là ra 12V nuôi nguồn cho thiết bị. Cái thằng quỷ đời chủ cũ người Nhật thì nó quên, nó không có gói remote. Nhưng không sao, em cũng đã bổ sung cho thiết bị một cái remote học của Trung Cộng. Thề có chúa trứng giám, bấm cái này còn sướng hơn cái remote zin á. Tin hay không thì tùy các bác ha. Như em vừa mới nói lúc nãy, là thiết bị của chúng ta ngoài cái vấn đề xài nguồn adapter thì nó còn được tích hợp ở một quả pin ở bên trong, do máy nó còn khá là mới. Mà em xin nói thêm thế này, sẽ có ông hết sức là băn khoăn rằng thì mà là thế cái thương hiệu Midas thì nó của nước nào. Em xin nói ngay không úp mở, đây là một sản phẩm của Trung Quốc được xuất sang thị trường Nhật Bản nha, xuất một cách đàng hoàng tử tế. Em ấy từ xưa đến nay không buôn đồ Trung Quốc, mà em buôn đồ hàng bãi Nhật. Và món này nó được mang về từ Nhật nha, chứ không phải em nhập từ bên Trung Quốc về để bán cho các bác đâu ạ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người Nhật họ xài được thì người Việt Nam ta không có lý do gì mà không xài được. Còn tất cả những ông sợ quá, nhát quá thì thôi, em nói ngay từ lúc nãy rồi, em không có níu kéo gì đâu. Ngoài cái vấn đề xài adapter thì nó có quả pin bên trong,
do thiết bị còn khá là mới thì pin chắc chắn là nó còn ngon. Bây giờ em sẽ rút cái adapter ra. Đó, thì mặc định là chúng ta đang xài bằng pin. Và lúc nãy thì chúng ta đã được nghe tiếng xuất ra từ cái lỗ phone của thiết bị. Bây giờ em sẽ rút cái lỗ phone ra. Đó. Chúng ta sẽ nghe âm thanh phát ra từ chính hai cái loa được tích hợp trên thiết bị này. Chờ em chút, em sẽ chuyển bài. Đó, loa của nó đây ạ. Loa nó nằm dưới này. Như vậy là loa ngon đây các bác ạ. Ở trên mặt của thiết bị thì nó cũng có đủ nút để chúng ta dẹn mà không cần có remote. Có nghĩa là trên cái thiết bị này kể cả không có remote thì chúng ta vẫn xài nó được một cách bình thường. Chúng ta đã xong những cái phân đoạn test, kể cả test về loa cũng như là về pin. Bây giờ em xin phép tạm dừng ở đây. Để em chuẩn bị cho cái thao tác cuối, đó là test cái ngõ AV in. Cái DVD liền màn hình của chúng ta, ngoài cái vấn đề bỏ cái đĩa vào có màn hình coi luôn, thì nó còn được sử dụng với tư cách của một cái màn hình monitor kiểm tra. Ví dụ như chúng ta có một cái đầu đĩa nằm ở bên ngoài và bây giờ đang muốn kiếm một cái màn hình đó để xuất hình ảnh từ cái đầu đĩa đó, từ cái đầu đĩa đó tới, thì cái thiết bị này nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu đó. Vâng, em đã cắm nối thiết bị của chúng ta với cái đầu đĩa nằm ở dưới đất đây. Đường hình và tiếng của cái đầu đĩa Victor đang được đưa vào ngõ AV in của con Midas. Để chuyển về cái ngõ AV trên thiết bị này thì cái remote học của trung cộng nó không có nút. Chúng ta ấn ở trên mặt máy, nút ngoài cùng, trên cùng, tay trái, nó hiện chữ AV. Các bác có thể thấy ngay là cái logo Victor chó người kèn đã hiện trên màn hình của chúng ta. Các bác thông cảm, nhà em sát đường nhựa và gần cái đài phường, và đài phường bây giờ nó đang thể hiện. Do vậy âm thanh ở trên video nó khá là hỗn tạp. Bây giờ em sẽ ấn cái nút play của cái đầu đĩa Victor để chúng ta xem một đoạn hình ảnh nó thể hiện. Em ấn nút next cho nó nhanh. Đây là hình ảnh của cái đầu Victor nằm dưới đất. Em sẽ chọn một file để phát. Hình ảnh và âm thanh của cái đầu Victor đang được cái Midas thể hiện. Đó, như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua tất cả những phân đoạn test trên sản phẩm này. Em sẽ chuyển về trạng thái chơi đĩa. Thực ra thì có rất nhiều những cái video chương trình nó hay, nhưng em không dám phát lên trên này bởi vì nó có bản quyền các bác ạ.
đây là đĩa CD. Em sẽ chuyển về. Em chuyển về mục thẻ nhớ. Chúng ta chờ loát. Rồi. Vâng, đây là thẻ nhớ. Em sẽ phát một đoạn video. Đây là video của trung tâm giọng ca để đời được em download về. Video này nó có bản quyền các bác ạ. Em đoán vậy. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu. Như vậy ngày hôm nay anh em chúng ta cũng đã có tìm hiểu về một cái modem có cái tên là Midas, tạm dịch văn vẻ ra tiếng Kinh là bước đột phá của tôi. Chúng ta đã trải qua tất cả những phân đoạn test trên sản phẩm này và bây giờ em xin phép tắt nguồn để phân tích thêm. Tắt nguồn, gập màn hình xuống. Thiết bị này là một thiết bị dùng xài lướt ở bên Nhật, do vậy nó còn khá là mới. Nó được nó là một cái sự kết hợp giữa hai gam màu, màu trắng và màu đen. Bây giờ em xin phép rút các kết nối ra. AV này, thẻ nhớ này, USB này. Chúng ta sẽ soi về góc cạnh. Đây là sườn bên tay phải, gần như mọi kết nối đều nằm ở đây. Chúng ta thấy kết nối USB, thẻ nhớ, lỗ phone. Cái đường màu vàng này là AV out, đường màu xanh là AV in. Đây là công tắc tắt mở nguồn và đây là cái ngõ để cắm cái adapter. Tất cả những kết nối này đều được em đã test và thực hiện ở trên video. Phía sau lưng thì nó không có gì, chỉ là cái khớp nối. Sườn bên tay trái trơn, không có gì nha. Con này là một con sải lướt bên kia. Đây là phần giấy đít và chúng ta sẽ đọc qua những cái thông số. Nó ghi là Midas PD121. Ý nó bảo đây là màn hình 12,1 inch. Số series có đuôi 3410. Cái adapter kèm theo là loại 12V dòng xấp xỉ 1,5A. Made in China, ghi rất rõ. Con này thì em bao zin tuyệt đối. Bản thân em lại chưa có đụng chạm gì cả, chưa có chọt ngoáy gì. Và cái tem bảo hành của nhà sản xuất nó vẫn còn nằm chênh ảnh ở đây. Tí dụ như bây giờ muốn tháo cái sản phẩm này ra thì là phải chọc thủng cái tem này, vì ngay bên dưới cái tem là một cái ốc he. Máy đẹp. Tên là Midas, bước đột phá của tôi. Đấy là tạm dịch ra tiếng Kinh là như vậy. Em xin nhắc lại, sản phẩm mà em bán ra bao gồm những thứ như sau. Cái này là cái quý này. Đó. Một cái sợi dây AV để giúp kết nối thiết bị với những cái nguồn ngoài. Ví dụ như là kết nối với màn hình lớn hơn, hoặc dùng nó để kết nối với những cái đầu đĩa bên ngoài chẳng hạn. Đó là một. Cái thứ hai là một cái remote học của Trung Cộng. Trên cái remote này chúng ta sẽ xài được những cái tính năng cơ bản nhất. Cái thứ ba đó là cái adapter đang cắm ở ổ điện kia. Đó, nhiều đó.
Và tất cả những cái thứ tào lao mía lau mà nấy em có quay sẽ được em gói đầy đủ, không có ăn bớt thứ gì cả. Về giá thì em xin phép không báo ở đây. Những thứ đồ này không phải là em không muốn báo giá, mà báo thì nó cũng mang tính chất nó cũng tào lao thôi. Bởi vì đồ này nó không có giá cụ thể, không có cái mức giá gọi là cố định nào cả. Con nào đẹp thì giá nó sẽ cao, con nào xấu thì giá nó sẽ mềm hơn. Kể cả là hai con giống nhau nhé, nhưng có thể lệch nhau đến vài trăm. Do vậy em không muốn báo, báo nó loãng. Và có nhiều ông thì nhiều khi thì cũng chỉ đi tra giá hỏi giá thôi, mua chẳng mua, xong rồi cuối cùng là so sánh rồi thì lấn cấn nọ kia, nó mệt lắm. Ngay từ ban đầu khi em đã nói một câu em không bảo hành và không bao chạy thì tự bản thân em đã loại bỏ đi vào khoảng 98% cái lượng khách hàng khi xem video và muốn mua cái sản phẩm này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 100 ông xem cái video này chỉ có 2 ông là đủ bản lĩnh để mà chốt cái món đồ này thôi, còn 98 ông kia thì cà rái nó sun hết lên ổ bụng rồi ạ. Vâng, phần trình bày của em đến đây xin phép được tạm dừng. Và tình yêu nào muốn ôm cái của nợ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.